hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy. Đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe XDS RC1. Đây là phiên bản full carbon của XDS. Và chiếc xe này là được xuất sang thị trường quốc tế các bác nhé. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và đây là chiếc xe XDS RC1. Chiếc xe này em đánh giá trên 90%, chiếc xe rất là mới các bác nhé. Màu xanh đen. Điểm nhấn là những đường chỉ sơn trắng đây. Với màu sơn lì. Rất là sạch. Với màu sơn này thì các bác có đi bụi bẩn bám vào thì lau qua là hết rồi. Xe khung carbon, cọc yên carbon và càng carbon. Trước đây em có về một chiếc màu đỏ đen, thì hôm nay là một màu xanh đen. Cọc yên nguyên bản theo xe, cùng với tông màu đen và xanh đây, trắng. Yên nguyên bản của XDS RC. Yên còn rất là mới các bác nhé. Đây một chiếc xe đua cao cấp nên được trang bị rơm sườn. Dây âm sườn các bác nhé. Đây. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của XDS. Bên zin theo xe. Đây, bộ dây cuốn. Đây mã vạch theo xe. Vâng. Đùi đĩa của hiệu của FSA. Củ đề 105. Gạt đĩa của Shimano Tiagra. Dưới khung xe thì các bác có thể nhìn thấy đây chữ carbon đấy bác nhé. Carbon. Khung xe đề có ghi là size 51. 51 đây. 51 cm. Phố các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Có thể đi vừa chiếc xe này. Bộ tay lắc cao cấp của Tiagra. Bên này bên lip. Bên lip 10 tốc độ. Bên đĩa tay lắc bên đĩa là 2 tốc độ các bác nhé. Cho xe là tổng cộng là 20 tốc độ. Phanh 3 mảnh. Càng carbon. Đùi đĩa 2 tầng của FSA các bác nhé. Cái bộ lip 10 tầng còn rất là mới thôi nhé. Lip đen. Giờ em sẽ test chuyển động của xe.
lít 10 tầng, chủ đề của 105. Lên lít, chuyển động rất là tốt các bác nhé. Xuống lít. Và bên tay phải là bên bên đĩa, đùi đĩa 2 tầng và gạt đĩa của Tiagra. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Vâng, đấy phanh, phanh rất là ăn. Và người chủ trước đã trang bị cho xe một bộ phản quang của đũa đây, giúp các bác đi đường tối tránh những va chạm. Chiếc xe khung full carbon đến từ thương hiệu của XDS. Chiếc xe bộ khung rất là đẹp các bác nhé, khung rất là đẹp đây, khung khí động học chém gió, khung dẹp. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe XDS RC1, một chiếc xe đua full carbon sử dụng củ đề 105 và bộ group của Tiagra. Các bác đây là đồ nguyên bản theo xe các bác nhé, không lai tạp, củ đề 105 và tất cả đồ trên xe là Tiagra. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 14.800.000, miễn phí ship toàn quốc 715. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709903 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kiên Xe Đạp, nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.